thứ ba con đi làm. À khoan khoan, chờ chút đi rồi chở chị con lên bệnh viện khám luôn. Bây giờ khám ở bệnh viện con không tiện đâu ba. Mắc mớ gì không tiện. Con sẽ không làm ở chỗ đó nữa. Hả? Con sẽ không làm ở chỗ đó nữa. Anh Hai đưa chị Hai đi bệnh viện đi nha. Ba, nó mới nói gì vậy? Nó nói nó sẽ không làm bệnh viện đó nữa. Cũng may là chị không bị gãy xương. À, vậy thì tốt quá. Nè, chị nhớ hồi nào á em còn nhỏ xíu à. Vậy mà bây giờ em trở thành bác sĩ rồi. Em giỏi thiệt á. Tại chị không biết á chứ, em còn sắp có con nữa đó. Cái gì? Em nói thiệt á hả? Dạ. Chị chúc mừng nha. Dạ. À, mà Hải nè. Dạ. Em có biết chuyện của thằng Sĩ dạo gần đây không? Nó đang gặp rắc rối gì vậy? Em thì chỉ nghe ngóng được ngoài luồng thôi à. Sĩ rất được lòng của bác sĩ trưởng khoa, cho nên đề án này của cậu ấy cũng được mấy ủng hộ. Chính vì sự ghen tị cho nên có một bác sĩ cấp trên tên là Vương Khang luôn tìm mọi cách để hạ uy tín của sĩ xuống. Anh biết có một chỗ bánh bò ngon lắm, hay là mình ghé ra ăn nha. Bực mình quá đi mà. Nếu không muốn ăn thì thôi cũng được mà. Chị đang muốn nói chuyện với em nè. Chị làm gì vô phòng không có cửa vậy? Cái thằng này có biết là chị chờ lâu lắm rồi không hả? Tại sao xin nghỉ làm mà không nói cho chị nghe hả? Thì em xin nghỉ thì em xin nghỉ thôi. À, nè, cái thằng này chị, em đang nói chuyện với chị Hai em đó. Tại sao lại nghỉ làm hả? Trời chị ơi, mình xin nghỉ, thích làm nữa mình kiếm chỗ khác mình làm. Đi làm mà thích thì nghỉ. Em hay quá ha. Em có biết là cái chỗ đó khó xin vô lắm không? Trưởng khoa người ta thích em nữa. Nghỉ làm xong rồi làm ở đâu chứ? Em lớn rồi em biết tự lo cho bản thân mình. Buông ra. Không buông. Em nghẹt thở quá nè. Không buông. Thôi mà, đừng có uống nữa được không? Em cũng đã làm hết sức mình rồi, có gì đâu phải buồn chứ. Bệnh viện mới gọi điện thoại cho em kìa. Em tính ở nhà hoài hả? Uống hoài thì có giải quyết được gì đâu chứ. Chị đá em một cái đi chị. Cái gì? Chị đá em một cái thiệt mạnh đi chị. Đá mạnh vô, biết đâu nhờ cú đá của chị em tỉnh ra. Thôi mà. Chị cứ đá đi chị. Chị đá vô đây đó. Sao? Có cần chị đá thêm một cái nữa không? Ông cần. Em tỉnh rồi chị ơi. Buông em ra. Không buông. Em nhìn thử quá. Bây giờ em có nghe lời chị hay không hả? Được rồi. Để em suy nghĩ lại. Buông ra. Buông em. Chị không cần biết em nghĩ như thế nào. Em mà nghĩ làm là em chết với chị đó nghe chưa? Chị ơi, em hơn 30 tuổi rồi. Em lớn rồi. Chuyện của em tự giải quyết đi. Tóm lại là em vẫn muốn xin nghỉ việc đúng không? Cái thằng này chắc đá em một cái quá à. Chị mới tới đó. Chị tôi mới tới hả? Gặp ai vậy? Như là tới gặp bác sĩ Khang. Trời ơi, để chị vô mà gặp bác sĩ Khang á là nguy hiểm lắm á nha. Mà sao chị không biết chuyện đó vậy? Nãy giờ mình nói chuyện với ai vậy trời? Dạ, chắc là thằng tiến sĩ nó làm gì cho bác sĩ không được vui đúng không? Bác sĩ thông cảm nha. Từ nhỏ tới lớn á, thằng sĩ nhà tôi nó được nuông chiều quá, thành ra có nhiều chuyện nó không hiểu cho lắm. Mong bác sĩ thông cảm cho. Chị đến đây đòi gặp tôi cho bằng được, chị để nói chuyện này thôi sao? Bác sĩ, tại vì thằng tiến sĩ nhà tôi nó muốn xin nghỉ việc, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng mong bác sĩ bỏ qua và thông cảm cho nó nha. Chị đừng có nói nữa, tôi không phải là cô nuôi dạy trẻ. Dạ. Bác sĩ tiến sĩ không phải là con nít và cũng không phải là học sinh mới lớn. Cậu ấy nghỉ việc là chuyện của cậu ấy, không liên quan tới tôi. À, bác sĩ à, mong là bác sĩ thông cảm. Em tôi nó còn non nớt quá, bác sĩ bỏ qua cho nó nha. Chị, chị tới đây làm gì vậy? À, dạ, xin lỗi anh. Bác sĩ Sĩ, bộ cậu tưởng tôi rảnh lắm hả? Sao để vú em tới làm phiền tôi vậy? Bác sĩ à. Chị. Bác sĩ. Chị. Cái gì vậy, để cho chị nói coi. Chị làm cái trò gì hả? Chị có bị điên không?
Mà ai nói cho chị biết chuyện này vậy? Ai nói thì sao chứ, chị là chị của em mà, chị phải giúp cho em chứ. Chị thôi đi, em lớn rồi, chuyện của em biết tự giải quyết. Đừng xen chuyện của em, đừng coi em như đứa con nít. Đối với chị thì lúc nào em cũng chỉ là một đứa con nít. Chị đi về giùm em đi, đi về lẹ. Chị đi về lẹ đi. Không vậy? Cái thằng này, em sao vậy hả? Dặn bao nhiêu lần rồi, đi băng qua đường mà cứ đọc sách hoài lỡ gây tai nạn rồi làm sao? Chứ chị có sao không vậy? À. Em đã gặp tên bác sĩ đó chưa? Rồi, em chưa bao giờ thấy người nào nói chuyện bất lịch sự với hắn á. Nếu không vì thằng sĩ, em sẽ cho hắn một trận. Rồi giờ em tính làm sao? Thì phải xuống nước với hắn thôi. Nhún nhường hắn chứ biết làm sao bây giờ. Em đang ở dưới hầm để xe nè. Em đợi hắn ra để đưa cho hắn món quà. Em không dám đưa trong bệnh viện, mất công hắn thấy kỳ lắm. Vậy em có cần anh tới phụ em không? Thôi, không cần đâu. Ê, hắn ra rồi kìa, em cúp máy nha. Okay. Tài liệu ngày mai đã chuẩn bị xong chưa? Dạ, xong rồi anh. Gọi như vậy mà là xong hả? Chiều nay phải làm xong cho tôi. Dạ. Đi rồi. Được rồi đó. Chị không muốn em ở đây bị người ta ăn hiếp. Còn bác sĩ... Chị, chị tính làm gì? Chị tính làm gì? Chị Trinh! Nếu bác sĩ mà ăn hiếp em tôi thêm một lần nữa, coi chừng cái mũi của bác sĩ lún vô trong đó. Đi về với chị. Dạ, em còn nhiều việc phải làm. Chị nhớ kiếm cái gì ăn đó. Dạ. Yeah.